Sau đây trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết xuất hiện cho chương trình ngày hôm nay. Việt Nam Malaysia cuộc chiến một mất một còn, thắng nuôi cơ hội, thua chuẩn bị vali. Thưa quý vị, vào đêm nay 11 tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục bước ra sân khấu ở trận đấu thứ hai của mình tại loạt trận vòng loại World Cup tháng 6 trước sự mạnh lịch trông thấy của UAE và tình hình các bản đấu khác. Một trận thắng đậm trước người Mã sẽ giúp chúng ta thành thơi hơn ở lượt đấu cuối cùng. Bằng không, đội tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với rất nhiều rủi ro khi chạm trán với đội chủ nhà. Nhưng chúng ta vẫn cứ phải lạc quan và tích cực. Một tràng pháo lay để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục nấu cao hổ tại Dubai. Tuấn Anh không ra sân tập trước trận Việt Nam Malaysia. Thầy Park đã gặp một sự cố hài hước trước buổi tập của đội tuyển Việt Nam. Cụ thể là vào tối ngày 10 tháng 6, huấn luyện viên Park Hang-seo đã gặp phải sự cố tương đối thú vị và vui tính vì mãi đứng chuẩn bị cho buổi tập của cao trò trên sân Ahmad Hum. Huấn luyện viên Park Hang-seo có mặt sớm tại sân vận động này để chuẩn bị cho buổi tập chính thức của cao trò. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang mải theo dõi bề mặt sân thì bất ngờ hệ thống phun nước tại sân hoạt động khiến ông Park không kịp trở tay. Park đã phải chạy vội ra ngoài đường biên để tránh bị ướt trước hệ thống phun nước quá mạnh. Phía ngoài sân cỏ thì Công Phượng cùng cao đội có một trận cười khoái chí, thậm chí là cười gọi là tưng bừng khi thấy người thầy của mình gặp sự cố đầy bất ngờ. Đội tuyển Việt Nam thì bắt đầu buổi tập vào lúc 18:20 theo giờ Dubai, tức là 21:20 theo giờ Việt Nam. Cao thủ ra sân khởi động nhẹ nhàng, chờ ban quản lý tưới nước khắp mặt sân. Nguyễn Văn Toàn vẫn có mặt tập cùng cả đội, còn Tuấn Anh ra sân nhưng không tập cùng toàn đội. Thông tin mới nhất từ báo luyện của đội tuyển Việt Nam, tiền đạo Văn Toàn đang hồi phục rất nhanh, rất tích cực và hoàn toàn có thể ra sân cho trận gặp Malaysia vào tối ngày hôm nay. Nếu Văn Toàn trở lại, đây sẽ là một tin rất vui với huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở trận gặp Indonesia, dù không ghi được bàn thắng, nhưng tiền đạo người Hải Dương đã chơi rất tốt, liên tục hút hậu vệ đối phương để tạo ra khoảng trống cho các chân sút của đội tuyển Việt Nam. Tuấn Anh tập riêng với bác sĩ Trần Huy Thọ trong buổi tập tối ngày 9/6. Trong khi đó thì Văn Toàn được chẩn đoán chấn thương nhẹ hơn và tập cùng bác sĩ Cho Yu Yang. Đội tuyển Việt Nam tập động tác giữ thăng bằng, thư giãn trước buổi tập cuối trước khi chúng ta sẽ thi đấu với Malaysia. Chào cậu. Đội tuyển Việt Nam có một chút lợi thế hơn so với Malaysia khi đã được thi đấu và tập trên mặt sân Ahmad Hum từ trước. Đội khởi động nhanh trong 15 phút và cho báo chí tác nghiệp sau khoảng thời gian này toàn đội tập kín. Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng ở trận đấu với Malaysia. Nếu có 3 điểm, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo bước một chân vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 cùng châu Á. Huấn luyện viên Park Hang-seo, tôi muốn tuyển Việt Nam chơi thật lạnh lùng trước Malaysia. Mở đầu buổi báo, ông Park vẫn nói một cách đầy bản lĩnh. Với trận đấu ngày mai thì cả bản thân cá nhân tôi cũng như là tất cả các cầu thủ chúng tôi đều biết hiểu rất rõ tầm quan trọng của trận đấu ngày mai. Với tôi và tất cả cái thành phần của ban huấn luyện đội tuyển hiện nay, chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng đó. Chính vì thế cho nên chúng tôi hiện đang tìm mọi cách để làm thế nào để giúp đỡ cho các cầu thủ có thể tập trung tối đa về mặt tinh thần cũng như mặt thể lực để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu ngày mai. Tất nhiên chúng tôi cũng không muốn tạo áp lực cho cầu thủ và tôi mong muốn là họ sẽ thi đấu một cách lạnh lùng. Tôi tin rằng các cầu thủ sẽ làm được thì sẽ tạo ra một cái kết quả tốt nhất trong trận đấu ngày mai. Nhận được câu hỏi về đội tuyển UAE, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết ông chưa xem qua trận đấu của đội tuyển này với Thái Lan. Trước mắt ông muốn dành toàn bộ sự tập trung cho trận đấu gặp Malaysia. Chúng tôi đang tập trung cho trận đấu với Malaysia nhiều hơn nên chưa có thời gian xem kỹ trận thắng của UAE trước Thái Lan. Tôi có biết về trận đấu đó nhưng chưa xem qua. Một trong những điểm đáng chú ý của Malaysia đó là những cầu thủ nhập tịch. Mặc dù họ có những màn trình diễn chưa tốt, nhiều Park vẫn đánh giá cao những cầu thủ này. Tôi biết rằng là hiện nay thì đối với đội Malaysia thì không chỉ là đối với trận lượt đi đâu, không chỉ là trận lượt về này đâu. Ở cái trận lượt đi ấy, thì họ cũng đã có cầu thủ nhập tịch rồi. Nhưng mà riêng lần này thì họ có một số các cầu thủ nhập tịch như sau. Thứ nhất là cầu thủ số 5, thứ hai là cầu thủ số 10, thứ ba là cầu thủ số 16 và thứ tư là cầu thủ số thủ môn. Thì như vậy là họ có 4 người nhập tịch. Thì trong cái trận đấu với UAE ấy, thì cầu thủ số 5 vào đá cái vị trí là trung vệ, cầu thủ số 10 thì đá tiền vệ, cầu thủ số 16 thì về đá ở cái vị trí tiền đạo. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà có các cái cầu thủ nhập tịch, đặc biệt là đối với lại cái cầu thủ nhập tịch ở trên cái hàng tiền đạo, thì chắc chắn là họ sẽ giúp ích rất nhiều cho cái mặt chiến thuật của cái đội Malaysia. Ba cầu thủ nhập tịch này thì các cầu thủ nhập tịch này thì tôi biết là họ đến từ các nước ví dụ như là Brazil, Kosovo, vân vân. Tôi thấy là họ thể hiện khá tốt, kỹ thuật khá tốt.
thì thông qua cái video của trận đấu vừa rồi tôi đánh giá sơ bộ của họ như vậy. Tiền vệ Lương Xuân Trường, đội tuyển Việt Nam sẽ kiên nhẫn chờ đánh bại Malaysia. Trong buổi họp báo trước trận Việt Nam gặp Malaysia trên sân Amathom, thì tiền vệ Lương Xuân Trường đã có mặt ngồi kế bên huấn luyện viên Park Seo để trao đổi với giới truyền thông. Ngày mai, trận đấu ngày mai sẽ là một trận đấu, thêm một trận đấu khó khăn nữa đối với đội tuyển chúng ta. Đối với bản thân tôi thì tôi nghĩ ở trận đấu ngày mai, các cầu thủ Malaysia là những cầu thủ có sức mạnh, có tốc độ và đặc biệt là hai bên cánh của họ là những cầu thủ có kỹ thuật rất là tốt, chỉ cần để sơ hở bất kỳ một khoảng trống nào thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể bị trả giá. Cho nên là việc chúng ta sẽ tiếp cận với trận đấu một cách chặt chẽ và chờ thời cơ để tận dụng những cơ hội tốt nhất mà mình có được là điều mà chúng tôi đang hướng tới cho trận đấu ngày mai. Một trong những dấu hỏi và cũng là khó khăn của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tới là việc vắng Quang Hải và có thể là cả Tuấn Anh. Về điều này thì Xuân Trường cũng chia sẻ rất lạc quan. Tất nhiên với mức độ quan trọng của hai cầu thủ Quang Hải, Tuấn Anh thì mọi người đều thấy không có gì phải bàn cãi. Bản thân tôi nghĩ rằng khi xây dựng đội hình theo triết lý của huấn luyện viên Park Hang-seo thì đội tuyển Việt Nam luôn thể hiện được tính đoàn kết, luôn có những cầu thủ lấp vào chỗ trống. Tôi tin ai vào sân thay thế họ cũng sẽ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Malaysia lúc này thì rất khác so với hai năm trước khi từng để Việt Nam đánh bại với tỷ số 1-0 trên sân Mỹ Đình ở lượt đi vòng loại thứ hai World Cup 2022 bảng G. Như ở trận gặp UAE, Malaysia đã ra sân với rất nhiều cầu thủ nhập tịch, trải dài từ tiền đạo xuống tiền vệ rồi trung vệ. Xuân Trường cho rằng đa số các cầu thủ của Malaysia ở khu vực giữa sân đều là những cầu thủ có thể hình rất là tốt. Tuy nhiên thì thể hình tốt thì đồng nghĩa với việc cái sức, cái khả năng xoay sở của họ sẽ không thể tốt bằng những cầu thủ nhỏ con của chúng ta. Thì tôi nghĩ là việc chúng ta sẽ đặc biệt là ở khu vực giữa sân, ở khu vực tiền vệ của đội tuyển Việt Nam, để chúng ta có thể chơi khống chế bóng và xử lý bóng rất nhanh thì chúng ta có thể có lợi thế trước hàng tiền vệ của đội tuyển. Tuy nhiên ở phần ngược lại thì chúng ta có thể chơi một cách quyết liệt để có thể phòng ngự tốt với hàng tiền vệ của Malaysia. Ở trận đấu trước thì Xuân Trường vào sân ở phút thứ 36 và giúp đội tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia. Trong đó anh đóng góp bàn kiến tạo giúp Văn Thanh ấn định tỷ số 4-0. Với việc Quang Hải vắng mặt, Tuấn Anh đang chờ theo dõi thì khả năng Xuân Trường ra sân trước Malaysia là khá cao. Huấn luyện viên Toàn Trang Hồ, Việt Nam vắng Quang Hải là tin tốt cho Malaysia. Thực tế nếu Thái Lan đã bị loại khỏi cuộc đua vào vòng loại thứ 3 thì Malaysia vẫn còn tí tì cơ hội nếu thầy trò huấn luyện viên Toàn Trang Hồ đánh bại đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu vào 23:45 tối ngày hôm nay. Huấn luyện viên Toàn Trang Hồ cho hay: "Cầu thủ của tôi đã chuẩn bị cực kỳ sẵn sàng và rất máu cho trận đấu gặp Việt Nam. Malaysia thì không có kết quả tốt trước UAE, nhưng sau hai buổi tập thì chúng tôi đã lấy lại tinh thần, đứng lên mạnh mẽ trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Tôi đã xem trận đội tuyển Việt Nam thắng Indonesia, một màn trình diễn tốt. Rõ ràng thắng Indonesia 4-0 giúp Việt Nam tự tin lên nhiều, nhưng những ngày qua thì Malaysia cũng chuẩn bị và tập luyện rất tốt. Bất chấp bị thua đậm UAE với tỷ số là 0-4 vào ngày 3 tháng 6, huấn luyện viên Tang Cheng Ho cho rằng Malaysia đang cực kỳ tích cực để hướng đến một kết quả tốt cho đội tuyển Việt Nam, nhất là khi họ có động lực muốn chứng tỏ sau 4 trận không thắng nổi với 3 trận thua, 1 trận hòa trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Cầu thủ Malaysia háo hức hướng tới trận đấu này sau kết quả không tốt vừa qua, chúng tôi hy vọng lần này sẽ giành kết quả có lợi. Chúng tôi biết trận đấu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chúng tôi. Quang Hải là một cầu thủ giỏi, việc vắng mặt cậu ấy ở trận đấu tới là tin tốt dành cho Malaysia. Nhưng chúng tôi biết được dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đội tuyển Việt Nam chơi rất hay. Chúng tôi có lợi thế là một tuần chuẩn bị, cầu thủ đã hồi phục tốt. Tôi biết cao thủ của tôi có giấc mơ giành kết quả tốt khi đối đầu Việt Nam. Sự tự tin là rất quan trọng. Chúng tôi phải sẵn sàng và tập trung cho mọi khoảnh khắc trước đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Toàn Trang Hồ nhấn mạnh và chúng tôi, những cổ động viên của Việt Nam cũng chờ xem Malaysia sẽ thể hiện một bộ mặt như thế nào. Bên cạnh đấy, để khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến đội tuyển Việt Nam. Tối ngày hôm nay có thể đó là một buổi tối định mệnh, đó là một buổi tối lịch sử. Chúc cho các cầu thủ Việt Nam được sử dụng, được tin dùng sẽ thể hiện được phong độ cao nhất. Và chúng ta vẫn mục tiêu là giành chiến thắng. Thầy Park cũng đã nói rồi mà, huấn luyện viên hay cầu thủ ai chẳng muốn giành chiến thắng. Và chúng tôi, những người hâm mộ tại Việt Nam hay tại bất kỳ đâu, luôn hướng về đội tuyển. Chúng ta sẽ chiến đấu với cao thủ Malaysia bằng đúng tinh thần Việt Nam tại Dubai. Còn bây giờ, xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở bản tin sau trận đấu. Cốc Cốc, trình duyệt tốt nhất để xem Euro, link trực tiếp cực nhanh, cực nét, chất lượng miễn chê.